tiết mục tiếp theo đây sẽ chắc hẳn là một tiết mục mà các bạn nhỏ rất mong đợi. Và chúng mình hãy cùng hướng mắt lên trên sân khấu và gọi tên thật to cô giáo của chúng mình nhá. Một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiết mục nhảy của các cô giáo Frisky. Gọi to tên cô giáo của lớp mình nào. Của chúng ta